Zalo chọn gọi chú không được chú kia không? Chưa đây ông Phượng có lên bán thịt nó chú kia không? Mà chú nói đem xe về dưới nhà cháu nó mà sao ông bánh tiêu ông nó còn để đến nhà chú chứ chưa có đem về. Để mà ông bánh tiêu nó còn để trên nhà ông làm hổ đã ra 70 triệu ông bánh tiêu ông làm hổ ông bán dùm ra 70 triệu mà nó chưa chịu à. À bây giờ nhờ chú giờ nha, chú thương tôi lần cuối, bây giờ nó lấy ai lấy chú không được, mình nói nó về trả lại dần cứu giùm tôi thật, thật mấy việc ông trả lời. Xin kính chào cộng đồng mạng, bà con trong nước ngoài nước. Tôi là Hùng, người chồng sắp cưới của cô Phượng. Ngày hôm nay tôi xin chia sẻ lại câu chuyện tôi với cô Phượng rõ ràng hơn cho bà con biết rõ. Cách đây 4 năm, tình cờ tôi trên đường, cô Phượng ngồi bán dưa hấu dọc đường, tình cờ đi ngang đến mua dưa hấu, cô Phượng hỏi hỏi tôi, nói có người bạn nào không giới thiệu cho một người, chứ là em không chồng. Chính vì cô Phượng mở lời trước hỏi tôi có người bạn nào lớn tuổi mà không vợ không, làm mai cho tôi một người, chỉ cho tôi một người rồi tôi nói thiếu gì cô Phượng mới cho số. Sau khi cô Phượng cho số điện thoại, tôi và cô Phượng mới tìm hiểu. Trong thời gian tìm hiểu, trong khi tôi cô Phượng đang tìm hiểu, có một chàng phi công bắn chung dư với cô phía bên kia đường, chạy qua là ngầu một bên. Là lúc đấy là tôi với cô Phượng không nói chuyện nữa. Là cô Phượng kể là đi đấy là đi buôn chuyến thứ hai, là chuyến thứ ba là chàng phi công lấy cô. Hai người ăn ở nhau 4 tháng. Sau khi đó tôi mới điện thoại hỏi chàng phi công trẻ đó. Chàng phi công trẻ nói là khi cô Phượng ăn ở trong nhà nó mà ăn ngủ không mặc quần, cho nên gợi ý cho nó như vậy thì nó không kiềm chế được, nó mơ lấy. Trong khi đó là chàng phi công nhỏ hơn 18 tuổi, lúc chàng phi công trẻ lấy nó là 31 tuổi, năm nay chàng phi công nó 33 tuổi. Lý do cô Phượng ngủ trong nhà chàng phi công trẻ đấy chỉ có hai người, mà cô Phượng ngủ không mặc đồ, cho nên chàng phi công trẻ không kiềm chế được. Chàng phi công trẻ nói là cô Phượng nợ tình trước, ăn ngủ không mặc đồ, cho nên gợi ý cho thằng phi công trẻ đó. Đó là những gì chàng phi công trẻ đã khai tâm sự với tôi. Nhưng tôi nghĩ đó là quá khứ đi qua rồi, tôi chấp nhận cô Phượng làm vợ tôi. Cách đây 3 tháng, từ tháng 2 năm 2024 âm lịch, cô Phượng tới nhà tôi ở, hứa hẹn là chịu làm vợ tôi, ăn ở với tôi. Cô Phượng hứa nói với tôi sẽ làm vợ anh trọn đời. Tôi nghe cô Phượng nói vậy tôi mới tin. Thì hai đứa đi đến tiệm vàng mua một chiếc lắc một cây là để tặng cho cô, đưa cho cô đeo trước. Cô Phượng nói là cho tôi đeo trước để chị em bên chồng cố cố là khỏi cười khỏi chơi bạn bè, khỏi cười khỏi chơi cô, là mở cô được mở mày mở mặt chứ bạn bè. Nữ trang đó là tôi mua để chờ ngày đám cưới, nhưng cô Phượng nói cho cô đeo trước để cho chị em bên chồng, anh em bên chồng và bạn bè của cô Phượng để cô được mở mày mở mặt. Trong khi tôi đưa chiếc lắc cho cô Phượng đeo đi lên Lâm Đồng dọn đất để trồng cà phê, đợt đầu là đi 1 tháng thì cô về vẫn còn mà tính cách thì ung dung vui vẻ với tôi. Qua đợt hai á thì yêu xe của Uber dỗ đôi sớ đất để trồng cà phê á, là 21 ngày đó là cô làm sớ đất trong khi 20 ngày xong là tới tuần thứ ba cô lên lên cái chỗ lò mổ để phụ làm cho ông lò mổ. Từ ngày đấy cô với ông lò mổ mới ăn ở lấy nhau.
Cho nên ông là bố nói em cứ chịu anh làm vợ anh, sau này của anh làm là của em, mà sau anh tôi già anh giao cho em quản lý cái chỗ này. Thì là người ta báo với tôi là cô Phượng lên đợt đấy là đã lấy nhau đâu, em ở trong thời gian 3-4 ngày đó thì tôi điện cô Phượng cháy máy thôi, cô Phượng cứ là chọn cuộc gọi chứ không trả lời. Sao cô gì rầu á, em ở tôi chứ mà cho tôi quan hệ cứ cứ là đầu là bệnh không à. Ở 13 ngày, 13 ngày đêm thì cũng lại đau là bệnh luôn. Tại nhà tôi kể từ khi mà đi lên đợt 2 mà sớ đất á, là cô từng thứ ba là sớ đất xong cô lên ăn ở trong thịt bò á. Ông là mổ đấy á, là ăn ở đầu về cô tìm cách xa lánh tôi. Cứ là nạt chữ mắng tôi để cho tìm cách là tôi chán nạn để bỏ cô đi. Cho cô khỏi có tàu, cô lại sẽ ở trong thịt bò. Cô Phượng tâm sự với tôi khai á là ông thịt bò thích em, biểu em là làm vợ đi, từ kể từ làm vợ anh đi, kể từ nay á anh làm á của anh thì thành của em, sau này á anh tôi già anh giao cho em quản lý cái cơ sở này, mà em mới chịu. Mà em ở là con lúc đầu cô nói là cô ngủ ngủ có một đêm mà nhà ổng à, cô về sau là cô nó ngủ hai đêm. Ông thịt bò chủ là mổ đấy, ông nói bằng mồm là ông nói chịu ông thì ông làm của ông, sau này là của em. Nhưng là tôi thật ra là không có cho gì hết, ông nói để ông lấy được cô Phượng thôi, cho tất cả tài sản của cái của tôi là cô Phượng mang lên hết, tổng cộng là 29 triệu, với cái điện thoại 5 triệu nữa, còn tiền lát nhắc mua cân triệu, mua này triệu, mua kia triệu, cái kia 500 là tôi bỏ tôi không có tính, và một tấm lách, một tay dây hai vàng, và một điện thoại di động 5 triệu, một điện thoại chân trong 5 triệu, với 24 triệu. Tấm lách là đi sắm chỗ cả hai người luôn, tại tiệm vàng, và tiệm vàng cũng giữ làm thứng đấy, là một cây. Sau là cô đi khám định xe là có tiền, rồi cô với nói là bây giờ có tiền đưa con khám xe, nhưng mà tôi hai chỉ dành khứ á, là để chừng làm lễ cho qua là tôi đeo một chỉ, bà đeo một chỉ, là tôi và nói giờ tôi đưa hai chỉ nữa là tổng cộng một cây hai vàng với 24 triệu, với cái điện thoại di động 5 triệu nữa. Trong một thời gian đó tôi đưa số dần cứ cho cô Phượng giữ là tổng cộng 1 tấm lách, 1 cây và 2 chỉ vàng, là tổng cộng 1 cây 2 vàng. Cô Phượng giữ vàng hứa là ngày 19 tháng 4 này là cô làm đám cưới với tôi, nhưng cô đi lên Lâm Đồng là ngày 11, đến ngày 13 là cô chọn cuộc gọi hết, cô với ông lò mổ chữ tôi không còn gì hết, là cô đi ngày 11 tháng 4 2024 âm lịch, là ngày 13 tháng 4 năm 2024 âm lịch rồi cô chọn cuộc gọi chọn hết. Chỉ tôi lấy được cái số điện thoại của là bố tôi điện ông thôi. Khi điện ông á thì tôi quay được một đoạn phim là cô đang ăn ở nhà là bố tấu nấu nướng xách thịt xách rau rồi tại là tại lọn tại nhà ông là bố ăn ở đây ăn ngủ đây. Rồi sau đấy cô chữ tôi quá trời, ông là bố chữ tôi nữa, nói mồm tôi thưa cái lồng chó. Ông lớn tuổi mà ông ngu hơn hai đứa con tôi. Ông thằng em tôi nó hứa là nó gặp ông đâu nó cũng trong đó. Đó thì tôi sẽ làm cái đơn tôi lên công an báo là công chứng giùm là tính mạng tôi. Sau này á ai đánh tôi ai đập tôi thì do cô Phượng gây ra, mà cô còn cho số người khác điện hỏi thăm địa chỉ nhà tôi. Và thời điểm này cô Phượng mang số nữ trang nhà nữ đi là ngày 11 tháng 4 năm 2024 âm lịch, đến nay là ngày 28, qua luật thị cứ rồi mà cô Phượng không về, không đem số nữ trang về nữa cho tôi. Đã qua ngày cứ luật 10 ngày đầu mà cô Phượng không về là làm đám cưới với tôi, giờ yêu cầu cô Phượng sẽ về trả lại số dần cứ cho tôi. Đó là số dần cứ đó do cô Phượng yêu cầu cho cô Phượng đem trước để mở mẹp với bạn bè và anh em. Theo phong tục nữ trang là dần đám cứ ngày xưa của ông bà xưa để lại, gái chơi chồng
là của một tường hai là nữ trang khứ đấy phải trả lại cho binh tộc. Đề nghị cô Phượng không làm đám cưới cho tôi, mang một cây hai vàng và cái điện thoại di động về trả lại cho tôi. Nếu cô Phượng không về trả lại, tôi làm một chuyện lớn to thì đừng trách tôi. Hiện nay tôi đã cung cấp thông tin cô Phượng ôm vàng cưới của tôi bỏ đi. Tôi đã trình báo các cơ quan đó tham mưu dân giúp đỡ giùm tôi, là đơn đồ tôi đã nạp vô công an hết rồi. Những giờ cố ở tại nhà ông Long Hổ là thôn 1, xã Tâm Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Hai địa chỉ đấy, nhưng mà địa chỉ ơi thì vẫn giờ cô ở nhà ông Lò Mổ. Địa chỉ nhà ông Lò Mổ là thôn Tân Phú, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ông Lò Mổ dụ vợ tôi lên, ăn ở với ông. Sau khi ông Lò Mổ dụ vợ tôi lên, ăn ở với ông để lấy thịt bò để bán, vợ tôi có mang đi một số nữ trang đám cưới, chờ ngày đám cưới cho tôi là một cây hai vàng và một điện thoại di động 24 triệu bạc. Giờ yêu cầu ông và cô Phượng phải trả cho tôi. Tôi đã lớn tuổi, con cái tôi nó có công việc làm riêng nên tôi ở một mình, nên cô Phượng nói yêu thương tôi, ăn ở trọn đời, tôi mới đặt niềm tin với cô Phượng và giao nữ trang vàng đám cưới của tôi là trước để cho cô Phượng là đeo cho có mở mẹt mở mày với bạn bè. Cô Phượng ôm đi hết lên ở dưới lò mổ. Cô Phượng ra đi 3 ngày là cô Phượng chặn tất cả cuộc gọi, ghi âm, tất cả gì chặn hết, tôi không điện liên lạc được. Là cô Phượng bây giờ yêu cầu cô Phượng mang số nữ trang vàng cưới của tôi chuẩn bị đám cưới cô đem về trả lại cho tôi. Nếu cô không đem về trả, tôi sẽ làm những chuyện lớn to với cô. Tôi không tha cô đâu. Hay cô Phượng đã bỏ tôi đi 20 mấy ngày rồi, cô Phượng không về, không tổ chức đám cưới với tôi. Thì cô nào thương yêu tôi, cho tôi xin một cơ hội để tôi tìm vợ trở lại. Đồng ý là tôi lớn tuổi, nhưng mà cho tôi nói cho rõ này. Tôi sinh 1947, là nay tôi 76 tuổi. Sau giải phóng làm lộn, tuổi cha sinh mẹ đẻ của tôi là nay tôi có căn cước cũ Hồng Ngự Đồng Hòa. Sau khi giải phóng vô, làm lại giấy chứng minh nhân dân, làm nhầm tuổi tôi vượt lên từ 10 tuổi là nay 86 tuổi. Chớ tuổi tật của tôi sinh 1947, theo cái căn cước của đội ngụy của ông Thiệu là nay tuổi 76 tuổi. Nếu cô nào thương tôi thật lòng, tôi sẽ lo đời sống ổn định. Hàng tháng tôi có mức lương từ 8 triệu đến 9 triệu một tháng. Hàng tháng như vậy thì đủ lo cho cuộc sống của hai vợ chồng tôi già. Sau này cô nào thương tôi và ở với tôi, không vướng bận con gái, không ở chung với con gái, tôi có cơ ngơi riêng. Hiện nay tôi ở một căn nhà chỉ có một mình tôi. Sau khi ai mà thương ưng tôi và chỉ hai vợ chồng ở thôi, không vướng bận gì con cái hết. Việc tôi tìm vợ thì các con tôi cũng có hiếu, đụng đồng ý. Tuổi già của tôi chỉ có người nâng niu nuôi nấng trong khi đêm khuya, tắt lửa đỏ đèn. Ông cho bà cho mong con tôi rất có hiếu, đồng ý hết. Vì con tôi ở xa, đêm khuya có gì kêu nó chạy không kịp. Thì bây giờ là chỉ tiếng vợ về trong tuổi già, nuôi nấng với nhau, ông nuôi bà nuôi ông. Nếu cô nào thương anh, về sống với anh, thương yêu nhau thật lòng là được rồi. Anh chỉ cần người thương yêu anh, biết nuôi nấng giúp đỡ qua lại với nhau thôi, không cần người đó có điều kiện hay vật chất. Dù em nào có căn cách mấy, anh vẫn lo được cuộc sống cho em. Lương tâm anh từ hồi giờ không đánh phụ nữ, không đánh phụ nữ, rất yêu thương vợ, không đánh vợ. Rồi từ cái hồi giờ là cái bản tính anh như vậy, rất yêu thương người phụ nữ. Người phụ nữ tay yếu chân mềm, mình người đàn ông không nên đánh phụ nữ, là người đấy gọi là hèn nhát lắm mới đánh được người phụ nữ. Cô nào thương yêu anh thì về ở nhà, muốn đi làm đi, mà không muốn thì ở nhà cũng được, cuộc sống cũng đầy đủ.
ấm no, tôi không thiếu thốn gì. Anh là người đàn ông làm chồng, anh rất thương yêu vợ, những công chuyện nội trợ trong nhà anh làm hết, giặt giũ nấu ăn gì anh sẵn sàng làm hết, đoàn rước cho vợ, không bao giờ để vợ khổ. Lời của anh hứa trên cộng đồng là có sự thật. Hàng ngày anh chỉ cần yêu cầu người vợ vui vẻ, mở nụ cười, tư như hoa với anh là điều đó là diễm phúc rồi. Phượng ơi, cho anh nói thêm với em một lần nữa, em đã mang số dân cứ anh đi lên ở với ông thịt bò Lâm Đồng, bây giờ em sẽ đem về trả lại cho anh, đó là lời cuối cùng của anh. Phượng ơi, em là người đã phản bội anh, mang số nữ trang dân cứ đi lên trên Lâm Đồng ở với ông Lò Mổ, chứ không phải anh phản bội em. Ông em đã yêu thương ông trong cái đợt khai lên sớ đốc để trồng cà phê. Em ở với ông là 3 ngày đêm. Ở trên đấy người ta báo với anh, em ăn sống với ông 1 ngày, phụ làm công việc, tấu ở đây ngủ với ông 3 ngày đêm. Cho nên ông cho một số thịt bò mang về. Anh lớn tuổi rồi, anh yêu thương em thật lòng mà em đã phản bội bạc tình gạt anh. Em Phượng ơi, ở đời có nhân quá nghe em. Em gạt anh thì có người khác gạt lại em gấp 10 lần như vậy đó. Em là người phụ nữ phản bội bạc tình với anh, chứ anh không phụ bạc với em. Nhưng mà anh đã làm đơn đưa vô cơ quan công an, những người hăm dọa là người của em điều khiển sẽ giết anh. Có bằng chứng hết rồi, những lời em hăm dọa nhắn tin rồi giết rồi đâm anh, em cho số điện thoại người khác điện hỏi địa chỉ anh, không như đánh anh được đâu. Anh là người nhà nước đang quan tâm về cái sức khỏe tính mạng của anh. Nếu mà sau này ai đánh đập bắt em trước, mở lòi ra một đùi sau nha, nói rõ với em vậy. Đơn anh nạp vô công an xã đâu không dễ đâu, em đừng cho số người ta hèm dọa anh rồi khỏi địa chỉ ở nhà. Phượng ơi, em lấy số nữ trang nhận cứu của anh mà em còn kêu người hèm dọa để giết anh, không dễ đâu em. Ở đâu cũng có luật pháp, ở đâu cũng có chính quyền, mà người không dễ giết đâu em. Em nhắn tin em sẽ hèm đâm anh, giết anh, mày coi chừng giữa tao. Giờ có bằng chứng là những lời em nhắn tin qua mấy anh đây, tao sẽ đâm mày, tao sẽ giết mày. Đó, những lời của cô Phượng gọi điện thoại qua tôi cho tôi biết, hàm dọa có người sẽ giết mày, giết sau lưng, mày đừng trách tao. À, thì bằng chứng có hết, tôi đã làm đơn nạp vô chính quyền công an rồi. Phượng ơi, nếu mà em mang số vàng nữ trang làm để chờ ngày đám cưới của anh và em đem về trả cho anh hết, thì mọi chuyện sẽ anh bỏ qua hết. Còn nếu bây giờ em về làm vợ anh vẫn bỏ qua hết, chấp nhận cũng như lúc ban đầu. Em Phượng ơi, ở đời có nhân quá nghe em. Em gạt anh thì có người khác gạt lại em gấp 10 lần như vậy đó. Phượng ơi, em về trả số nữ trang dành cứ lại cho anh, thì anh sẽ rút đơn kiện và đơn thưa báo cáo em hàm dọa em tê người để giết anh. Là anh sẽ rút ra, rút về lại. Mà nếu em quay trở về lại thương anh, thì anh sẽ bỏ tất cả hết, không bỏ hoàn toàn tất cả hết. Anh cho em cơ hội trong 3 ngày, nay ngày 28, đến ngày 29-30, ngày 1, ngày 2. Em sẽ mở cuộc gọi lại cho anh, để gọi nói chuyện với anh, để em đừng có chọn các cuộc gọi lại với anh, để mở ra nói chuyện với anh phải trái, thì anh sẽ rút đơn lại hết. Còn không, em không chọn cuộc gọi mãi, không gọi nói chuyện với anh, thì anh sẽ làm lớn chuyện lên, thì lúc đấy em đừng trách anh ác. Phượng ơi, em ăn ở trong nhà anh, em lấy mấy của anh, em tự nguyện chụp hình của em vô để cho anh, mà giờ em phụ bạc anh, thì anh sẽ gửi hình ảnh này qua cho các người thân của em biết, con người của em phơi bày nó như vậy. Đừng nói anh ác nha. Hôm nay tôi nhờ chương trình đăng dùm cái video này lên mạng cộng đồng để cho cô Phượng biết, mở mấy tưởng chồng gọi chuyện với tôi. Những lời nói của tôi ngày hôm nay là đúng sự thật. Nếu tôi